cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi học cờ tướng online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ trong video ngày hôm nay. Kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận đại chiến đỉnh cao của danh thủ số 1 Trung Quốc, ngoại tinh lệ khách vương nhất khi anh ta chơi trên nền tảng, chơi cờ nổi tiếng của Trung Hoa, Thiên tiên tự kỳ vào buổi tối ngày 1 tháng 6 năm 2021. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong đấu này, bên đỏ đi tiên là một cao thủ giọng hồ lựa chọn biến hóa khai cuộc bóng phương án cờ phố 2 bình 4. Bên đen của Vương triển khai đường cờ tiến binh ngay. Bên tiên mã 2 tiến 1, Vương mã 8 tiến 7. Đóng pháo đầu và triển khai xe chi bình 8. Bên đỏ mã 8 tiến 7, bên đen của quậy tình khách phát triển bình phong mã 2 tiến 3. Xe chi bình 8, xe 1 bình 2, ra xe và tiếp theo phương án cờ sau 2 đến 4 ngày để phong tỏa đường xe của bên tiên. Bên đỏ cho xe 2 tiền 6 để không chiến điểm cao. Trong bối cảnh này thì BNN có 2 bên có hai biến chính thường đi, một là phương án đi trong chính cục, Vương đã triển khai đường cờ phó 8 biến 9 qua, tách phó 10 đầu xe và bên trên thì có thể lập tức đi hệ thống cờ binh 3 đến 1 vẫn là biến hóa khá hay. Ở khi đó bên tiên có đè xe 2 3 thì có thể thoát bão tầng. Các bạn sẽ cùng đón xem, thực chiến của hình cờ thì Vương đã cho tách pháo ngay Bên đỏ không đấu xe mà xe 2 bình 3. Vương xe giảm đến 2. Thỏ pháo bắt xe và Vương đã nhẹ nhàng cho mã 7 thoải 8V để tránh đòn công của bên Tiên. Bên đỏ cho vật pháo qua và bên đen lập tức ở tượng 7 đến 9 vừa cướp lại đường pháo của bên đỏ, đồng thời không cho bên tiên có thời cơ nhỏ một lộ tượng. Bên tiên cho xe chém tốt. Vương bình 3 đến 1 khơi thông lộ mã bên tiên cho thoái xe về và bên đen của vương lập tức đều còn xe tá bình của lộ 4 ngay. Bình 7 đến 1, trong hình cầu trên thì bên đen đã không đi biến hóa bình 3. Các bạn có thể thấy qua khi đi như vậy thì bên đỏ người ta sẽ có lợi thế khá nhiều khi chuyển đường cờ và xe bình 7, 7 qua hình cờ của bên đỏ sẽ khá mạnh. Trong thực chiến của trận cờ thì lựa chọn của tay cờ số 1 của kỳ đàn Trung Hoa là phương án cờ xe 4 đến 4. Trong hình cờ trên thực chiến của vấn cờ thì bên tiên quyết định phương cờ dị 6 tiến 5. Ngoài ra nếu mà bên đỏ muốn triển khai đường 7 tiến 1 thì cũng không hay khi mà bên đen hoàn toàn có thể tách con xe qua để tạo ra thế đuổi bắt ngay. Các bạn sẽ cùng xem thực chiến của trận cờ thì bên tiên quyết định phương cờ dị 6 tiến 5. Bên đen vương triển khai đường cờ tách xe. Bên đỏ thoái mã V và bên đen tiếp tục tấn công bằng hệ thống cờ phố 2 đến 2 khiến đường phát triển xe mã của bên đỏ tỏ ra khá bí binh 7 tiến 1. Vương xe 3 tuổi 2 bắt tốt. Bên tiên điều xe qua lộ 6. Vương triển khai tượng 3 tiến 5. Thu về và tiếp theo phương án cờ thoái pháo về có thể mượn đường cho mã 3 tiến 2. Bên đỏ lập tức tiến xe, bên đen cho ghi phá qua lại và hai bên lập lại một số tình huống cờ trước khi bên đen của danh thủ số 1 Trung Quốc đổi biến bằng hình cờ vào 2 tới 3. Bên tiên binh 5 tiến 1 Vương mạng 8 tiến 7 Tách phó qua và hình cờ này thì bên đen của Vương đi một đường cờ rất cao Tương đối khó chịu và gai góc đó là hình cờ binh 5 tiến 1 Phơi tốt để tấn công Dĩ nhiên là bên đỏ sẽ không thể ăn tốt qua Bởi đây như vậy là bên đen sẽ có tình huống cờ phó 2 binh 5 để chiếu tướng ăn xe ngay trong thực chiến của trận cờ thì bên tiên quyết định phần cờ tượng 7 đến 5 Tuy nhiên đây không phải bên hai. Ngoài bên đó thì bên đỏ có thể đóng con phóng vào đầu, thì hình cờ sẽ vững hơn. Khi đi như vậy mà bên đen có biểu tuyến một thì bên tiên sẽ có tình huống cờ tiên xe để bắt lại quân. Bên đen có pháo hai bình năm thì bên đỏ có thể ăn xe ngay và kéo đường cờ xe về để phòng thủ. Hình cờ vẫn khá cân bằng. Các bạn sẽ cùng xem trong thực chiến của trận cờ thì bên tiên đã xử lý bằng biến hóa tức bảy đến năm Vương đã có thời cơ. Binh 5 tiến 1 đưa tốt qua sông để trợ lực tấn công. Mã 9 tiến 7. Vương cho pháo 2 tiến 2. Thoái về. Tiếp tục thoái pháo về. Hình cờ trên thì bên đỏ có thể dùng một phương án là xe 8 đến 4 qua. Sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì với vòng buồn đấu cây thì bên uh, tiền quyết định phương án cờ xe 8 tiến 7. Hình trên các bạn thấy là bên đen đang khá yêu. Vương trong thực chiến anh ta quyết định đấu xe ngay. Quay bên đấu xe có thể kim phò xuống để tạo ra một công thế kiểm tỏa. Đây vẫn là cái bối cảnh mà bên em thấy rất mạnh. Các bạn sẽ cùng xem trong thực chiến của trận hình thì bên đen của Vương đấu xe ngay. Bên tiên cho thoái tượng về. Vương tượng chín thoái 7. Bên đỏ răng mã qua. Mã 3 tiến 5. Thò xe và phương án cờ vào 2 tiến 3. Tách pháo qua bên đen vương mã 7-5. Bên đỏ cùng cố tượng. Vương xe 2 bình 3. Trong bên này thì bên đỏ quyết định phương án cờ vật pháo qua mã ngay. Vì sau đây là biển hóa không hay để cho vương có thể tấn công bằng phương án cờ xe chấm mã. Ngoài bên trên thì bên tiên có thể đi với phương án chờ tới hơn. Đó là đường cờ tiến tốt biên. Sẽ vững cờ hơn dành cho bên đỏ. Các bạn sẽ cùng xem. Bên tiên trong chính cục phát triển vào một đến 2. Bên đen của vương đã có thời cơ ra tay bằng phương án cờ tấn công. Xe 3 đến 7 để che mã. Tách pháo qua vừa cản mắt tượng đồng thời đang phục kích. Và tiếp theo là phương cờ dùng mã an pháo đi. Bên đỏ bắt buộc là phải chạy pháo. Và bị đen chỉ chờ có vậy. Vương đã phá được một tượng của biên tiên. Tạo một tiền đề cho thấy công hướng mạnh về sau. Bên đen vương mã âm tiền bắt xe. Bên đỏ thoát xe đi và bên đen tiếp tục triển khai đường công bằng sáu một đến một. Bên tiên thoái tượng về và vương đã cho xe tiền tướng để phá tượng ngay. Hình cờ trên với đẳng cấp của chiến thần Trung Hoa thì bên đỏ chắc chắn đánh phải một trận thua. Bên tiên dị 4 tiền 5, vương thả tiếp mã 4 đến 3, đang phục thủ pháp thất cục bằng phương án cờ xe chém sĩ. Trong thuộc chiến của trận cơ, lựa chọn của bên tiên là phương án cơ bình pháo chạy qua đường 6 để cho bên đen của danh thủ số 1 Trung Quốc lập tức xử lý bằng huyền hóa c 3 bình 4 để cho bên đỏ dính sát chiều ngay. Chúng ta sẽ cùng quay lại hình cờ trước đó. Trong bố cảnh mà bên tiên xử lý bằng biến hóa vết xích qua thì sao? Các bạn thấy được khi đi như vậy thì bên đen của vương hoàn toàn có thể thả tiếp đường cờ mã 3 tiến 4 ngay vì sau thì vẫn là cái bố cảnh tấn công mà bên đen sẽ vô cùng mạnh. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về vấn đề trên đánh trong chương trình phát sóng trực tiếp của danh thủ số 1 Trung Quốc khi anh ta chơi trên nền tảng chơi cờ nổi tiếng của Trung Hoa Tiên Tiên Tự Kỳ vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh.